Chào các bạn. Đó, này nó vừa đụng đầu mình luôn nè. Ồ, rất là nhiều. Ví dụ như cái này cắt cành lại cái À. cháy. Đó, nếu mà mình cắt ngang đây vậy nè. À. Là bắt đầu lặt lá hết thì nó ra cháy. À. Lúc đó thì khoảng 2 tháng 20 ngày là nó có cháy chín đó. Mình ăn thêm tốn các bạn. Mình ăn 4 cái gỏi cuốn. Cái bánh xèo với là cây nêm à. Ăn giải trí rồi bạn. Xin chào các bạn. Bây giờ mình đang đứng tại cái vườn nho nè các bạn. Vườn nho mà bên cái chùa Hưng Thiện á, người ta hay gọi là chùa Đông Hải đó các bạn. Đó, bây giờ cái khung cảnh sau lưng mình nè. À, đây là cái đường vô nè, mình sẽ hướng dẫn các bạn cái đường vô. Đây là cái đường đi vô nè. Các bạn đi từ cái chùa Hưng Thiện á, các bạn kế bên cái cổng chùa Hưng Thiện á là sẽ có một cái cây cầu nhỏ. Các bạn qua cầu á, các bạn quẹo qua bên trái. Các bạn chạy qua thêm ba cây cầu nữa. Các bạn sẽ thấy cái con đường gì nè. Đó, con đường đó. Các bạn dòm vô đây, các bạn thấy cái ngôi nhà. Có cái vườn dâu trong đó đó. Là đúng đó các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi cái khung cảnh này. Trong đây là cái nhà đó các bạn mua nước. Đó, các bạn có thể mua nước. Ở trong cái đồ bánh xèo các bạn. Nhưng mình vô quay cho các bạn xem. Ở đây là họ bán nước nè. Trong đây mình thấy có bán bánh xèo các bạn. Này là chả. Ở trong đây có bán bánh xèo này. Chú nó còn quay xíu chú. Trong đây chú có đổ bánh Quay xèo. tay này coi. Quay Đây chú bỏ nhân vô nè. Có thịt và thịt với tôm. Cái này bán sao chú? Cái 30 ngàn. Một cái 30. Ở đây mình có món gì chú? Bánh xèo với gỏi cuốn với chả hả? Nêm nướng hả? À, bánh xèo gỏi cuốn với nêm nướng. Ngày nào cũng có vậy hay là sao chú? Tại vì bán mấy ngày lễ. Dạ. Bán mấy ngày lễ này. Dạ. Tại vì ngay mùa nho á. Dạ. Nho rồi. Rồi nho ở đây mới bán mang về không chú? Hả? Còn nho bán mang về không? Chắc không biết còn đâu, nó cũng còn nhưng mà chưa chín chín đâu, nó còn sống đó, hơi chua á. Dạ. Đây. Chú bỏ tôm vô nè. À. Nhưng nhiều à. Để bán ngay ra đây. Rồi, cảm ơn chú, cảm ơn cô chú. Dạ. Đây là gỏi cuốn nè. Quá trời, cuốn dài rồi. Cái nhiêu chị? Bán sao? Một cái 12 hả? À? Rồi, cảm ơn chị. Chúc ăn quầy vô. Dạ. Mình đi quầy vô vườn nho các bạn. Đây là cái cổng vô nè. Trước đây là có cái hình cái quả nho, bên kia đó là trái dâu, trái dâu quá với hình con cá nè. À, chưa cộng giờ các bạn, cái khung viên đó thì mình thấy nó nhỏ lắm, nó có hai giường, một cái giường bên trái nè, một cái giường bên phải bên kia. Ở đây là có cái hồ nè. Giường bên trái này thì nó mình thấy chưa có trái, có trái nhỏ các bạn. Bên đây là nho xanh. Hình như mình nghe mình nhớ đó là nho cái loại giống nho móng tay á. Ở dưới đây họ có trồng mấy cái cây này là cây bông trang hả? Có cây ớt. Đó, để mình đi dài dài qua cái vườn bên kia cho các bạn xem. Đó, anh quay chùm nho nè. Chùm này bị trụi với các bạn. Có cái chùm này nè. Ấy. Cái này vé vô miễn phí nha các bạn, nên mình hạn chế bẻ nho hồi ra mình mua.
Cái này chắc đề nghị chủ nhà thêm gạch các bạn. Cái đường đi thì chỉ dành cho một người thôi. Này có cái bụi ớt ca trái nhóc chừng. Ớt này chắc là ớt Sừng Châu quá. Họ có một cái người đi ngang là mình phải né. Để mình kiếm chỗ nào nho nhiều nhiều đó, mình qua với các bạn xem. Cái khuôn viên nó nhỏ các bạn. Đó, nó ôm hết cái bờ hồ bên đây nè. Bên đây có cây cầu. Rồi đi qua cái vườn nho bên đó. Hồ dưới đây là như có cá, mình thấy cá nhiều lắm. Nãy tôi mua bánh mì theo cho cá ăn mà quên mất tiêu. Đây có cái cầu. Cầu này nghe nghề của mình nè. Mình chùm cầu khỉ nè, mình đi từ nhỏ rồi. Tới đây là hết đất rồi các bạn. Có lẽ là chủ vườn này muốn phát triển là phải mua đất thêm bên đó nè. Bên đây mình thấy nho nhiều nè. Mà cái đây có cái bảng các bạn. Vui lòng không hái tự hái trái các bạn. À, đi vô đây. Này này có cái nhỏ các bạn. Mình thấy có mấy người bẻ nè. Đó. Nho này á, theo như mình biết á, là nho bên Ninh Thuận các bạn. Đây nó bị đốm rồi. Ở đây nhiều lắm. Có cái chùm này ngon nè. Rồi chắc mình có đem cái túi theo, chắc mình mang về luôn á. Mình nhường đường cho họ đi các bạn. Mình đi trên cái đường gạch. Để mình chen qua các bạn. À, đây có cái chùm nho nè. Lần đầu tiên á mình thấy nho ở ngoài đời luôn á. Đó giờ mình chỉ ăn thôi. Có cái em nhỏ bị sụp sình rồi. Ở đây quá trời. Quá trời. Bên đây nhiều lắm các bạn. Cái này bị hái hơi nhiều nè. Chào các bạn. Đó, này nó vừa đụng đầu mình luôn nè. Rất là nhiều. Hôm nay là ngày 1 nè, nên người ta đi cũng đông lắm. Thì chạy. Cái mình luồn luồn vô mấy cái bụi trong các bạn. Lần đầu tiên được thấy trái nho ở ngoài luôn á. Khuôn viên của nó bây giờ nó có nhiêu đó các bạn? Hết rồi đó. Nó nhỏ xíu à. Nè, nhiều bạn đến lắm á nhưng mà họ bỏ về hết trơn. Họ thấy là cái khuôn viên nhỏ quá. Với một phần á là sao mình biết á là chủ nhà chưa quy mô nó chưa có hết các bạn. Tại vì họ đang nhân giống thêm. Họ đang thử nghiệm giống nữa. Rồi sau này họ sẽ xây những cái khu ăn uống nè. Rồi họ làm thêm những cái view chụp ảnh. Bây giờ mình sẽ đi vô nhà mình hỏi coi có nho các bạn. Chứ trong đó nó có bán đồ ăn nữa. Nhiều chỗ mình ăn thử coi ngon không. Đồ ăn á, thì thường á, là họ sẽ bán những dịp mà lễ. Và khi nào á, họ thông báo chính thức á, là họ có thu vé á, là mình nghĩ là
họ sẽ bán đồ ăn nhiều hơn, và họ cũng sẽ có bán cá nữa. Còn bây giờ thì nãy mình hỏi là chú nói không phải ngày nào cũng có bán đồ ăn. Để mình vô mình ăn thử các bạn. Vậy đó anh là chủ đây anh. Ở đây mình bán cái gì vậy anh? Thức ăn hay là đồ ăn? Đồ ăn. À đồ ăn thì ở đây mình có nổi cuốn nè, bánh xèo với nem nướng. Ủa mình còn nho không anh? Hồi nho chín hả? Dạ. Chín hôm qua nhiều cắt ngày hôm qua khách đông á, cắt hết rồi, bây giờ nó còn còn ba màu à, nó hơi chua. Dạ. Chứ là nó cái nho đó nó chín đỏ luôn, nó ngọt. À. Vậy anh lấy cho em 4 cái gỏi cuốn đi với một cái bánh xèo. Rồi vì hồi nho thì có gì em có gần thì em kêu anh. Có nước thì cái nước mặt nho rồi đó. À thôi nước thì em hồi em muốn nước bình thường được. Rồi cảm ơn anh. Lấy cho em 2 chai nước suối đây. Không nước suối ạ. À có lấy chai cũng được, cũng được. Nuôi cá. À? Thường là cỡ bao nhiêu tháng nó mới có trái anh? Dâu á, nho á. Nho thì đối với cái giống nho đỏ đó thì mình tính được cái lúc cắt cành á. Dù như cái này cắt cành đã ra trái. À. Đó, nếu mà mình cắt ngang đây vậy nè. À. Là bắt đầu lặt lá hết thì nó ra trái. À. Lúc đó thì khoảng 2 tháng 20 ngày là nó có trái chín đó. Gì vậy? Là mình tính từ lúc cắt cành, còn cái đối với cái nho ngón tay á thì tới 5 tháng mới chín. À. Nho bên đây là chắc cái quy mô và anh xây chồi với làm miếng dịch vụ thêm chắc còn lâu à. Lâu. Chắc cỡ năm nữa á. Cái đó tại vì mình làm theo vậy, làm kiểu gia đình á cho nên mình đầu tư từ từ. Đúng rồi, đúng rồi. Cũng lúc cái đường của mình vô nó cũng còn hạn chế á. Đúng rồi. Đầu tư bỏ vốn là nhiều nó cũng hơi căng. Với em dò là biết cái này còn đang chuẩn bị xây thêm rồi. Này là mình thêm dịch vụ câu với ăn uống nữa. Với xây thêm mấy chỗ chụp hình. Mình làm mấy cái vòng cung là để mình trồng trên dây thì nó hoặc là bầu mốt thì nó bò nguyên một cái dàn đi một cái vòng khúc vậy nè. Thả vài chiếc xuồng người ta bơi vòng vòng đó. Mà đúng rồi cái chỗ chùa nó vô nó kẹt đông người quá, nó vô có đường đây nó gì ra ở đây mình có đường vô duy nhất là cái đường đó thôi. À cái giày đi vô. Ở cái giày vô biết. Cái giày đi vô rồi đi xe 16 chỗ rồi lên tới vô tới đây được. Còn đi đường ở đây thì nó hơi kẹt. Dưới chỗ cây cầu nhỏ chỗ gần chùa đó. Đúng rồi. Cầu nhỏ nó kẹt quá trời người luôn, không vô không được. Rồi em cảm ơn nhiều anh ơi. Đúng rồi con trừ lại cho. Này bạn mình mới order được 40 gói cuốn. Một cuốn là 12.000 bạn, nó dài bằng cái gang tay mình. À quá trời hấp dẫn. Còn cái này là rau để ăn bánh xèo. À, bánh xèo một cái 30.000. Mình có kêu thêm 2 ly chanh dây nữa. Để mình ăn thử cái gỏi cuốn nè. Cái này là nó có mắm nêm với nước mắm. Bây giờ mình ăn cái gì đây ta? Ăn nước mắm đi. Vừa được ly chanh dây các bạn. Có logo luôn nè. Ly chanh dây siêu to luôn. Ly bự tà bá luôn. Mình test thử gỏi cuốn bạn. Rất là nhiều thịt với tôm mà cuốn 12.000 cũng được à. Chị Quỳnh ơi, em 5 cái gỏi cuốn với 2 cái nem xong. Em 2 cái nem xong cho nhỏ con ăn đây nè. Cái này á ảnh còn xây thêm nhiều cái chương trình ăn uống lắm.
ăn uống vui chơi. Bây giờ chỉ đang cho mở miễn phí rồi, chỉ cho tham quan thôi các bạn, chứ chưa hoàn thiện hết, chứ không phải là cái khung cảnh đó gì. Các bạn, mình kêu một cây nem, không có cái gì ăn luôn á, có cái muỗng. Ngon á, dài, tươi, mới làm cái này là mới làm đó bạn. Đây là cái bánh xèo nè. Bánh xèo này là size chắc cỡ khoảng nửa size bình thường bánh xèo ở ngoài các bạn. Đó, nhưng nè. Đó, rồi có thịt tôm với củ sắn, củ cải đỏ. Chị ơi, em chưa có đủ. Mình xin thay đũa các bạn. Rồi, cảm ơn. Đũa hai bạn. Nãy giờ mình định bóc tay rồi. Mình thử miếng bánh xèo bạn. Đây cái này là lá cha nè, già quá. Này, đây đây đặc biệt đây các bạn. Lá nho. Mình muốn lại đây mình thử chứ cái này các bạn. Hay là lá cóc. Này là ngò. Còn cái này là lá xài. Coi có bao nhiêu loại lá các bạn. Này là lá mít hả ta? Cái này là lá cha nè, lá cha là bỏ đi luôn. Đây đây đây, cây yêu thích của mình các bạn. Có cải xanh nữa nè. Đó, mình gói một nùi vô các bạn. Đó, nùi biết ăn kiểu gì nữa. Rồi mình gói rau ăn trước, rồi mình gói bánh ăn sau các bạn. Mình đang theo kiểu mới này, gói rau ăn trước. Rồi mình gấp bánh vô mình ăn. Nó nhìn cắn miếng rau nữa. Còn gấp thêm miếng bánh nữa. Miếng thiệt là ngon hả bạn. 30.000 cái gì là chất lượng á. Rồi bị sốt căng mình ăn cái bằng phân nửa rồi thôi. 25.000. Cho mình thử cái lá này ăn không mới ngon. Lá này lá nhòi mày. Mình biết bữa nay đi vườn nho là mình định đói sáng giờ. Định đói sáng giờ để vô đây ăn nó ngon. Mà đồ ăn thì rẻ, ngon. Mà nấu lại giỏi luôn. Cái sau lưng mình ảnh có ươm mấy cây giống à. Miếng xèo này ngon ghê. Bữa nay đi cảnh không được im lắm nhưng mà bù lại đồ ăn ngon nè. Mình ăn thêm tốn các bạn. Mình ăn 4 cái gỏi cuốn, cái bánh xèo với cây nem à. Ăn giải trí các bạn. Chừng nào mà ảnh hoàn thành hết cái công trình này á, mình sẽ đi tới mình review lần nữa các bạn xem. Bây giờ thì mình đi review trước coi, để cho các bạn nào muốn tham quan thì các bạn có thể ghé. Đông lắm các bạn. Nãy giờ khách vô nườm nượp luôn á. Các bạn thấy hay các bạn nhớ like đăng ký kênh. Mình 4 ngày 4 đêm mà bữa nay mới ngày thứ hai các bạn. Mình còn 2 ngày nữa. Mình còn đi nhiều chỗ lắm các bạn. Mình sẽ quay ra gửi cho các bạn xem. Bây giờ mình ăn các bạn, để hồi mình đi về. Trời chuyển mưa à.